Hello anh em, hôm nay 210 của thương hiệu Đất Tông về lại này anh em ha. Hôm nay về thì Châu cũng ôm về được khoảng chục thùng anh em ha. Mỗi thùng như vậy được hai con này ha. Đây, hai máy như thế này để anh em mình có thể sử dụng. Nó là lưỡi 2 tấc mốt nha anh em. Đây, dòng model là DKCN210 nhá. Máy bao gồm phụ kiện này, khóa mở, cặp thang sơ cua và một cặp pin, một cái thước cây góc, phiếu bảo hành, sách hướng dẫn nha anh em. Một túi rác này, một eto kẹp, ở bên trên là trụ eto anh em. Đó, ở bên trong là xốp này ha. Đây, con này thì vừa rồi là được anh em ủng hộ rất là nhiều này ha. Bởi vì nó sử dụng lưỡi hợp kim nha anh em. Dòng này thì mình lưỡi hợp kim này mình có thể cắt sắt, cắt gỗ, cắt được mọi thứ luôn anh em, trừ inox nha. Đó, sắt gỗ thì là chơi láng luôn anh em. Lưỡi hợp kim của Đất Tông nha, nó kèm theo trong máy như thế này luôn, lưỡi kèm theo máy cho nên là cắt rất là chất luôn anh em. 210 này ha, có đầy đủ. Anh em thấy con máy không, là trọng lượng nó đã 7 kg nha anh em, cả lưỡi luôn ha. Dây thì được này, cũng dây 5m nè anh em, rất là dài để anh em mình có thể để cắm ở trong góc mà máy vẫn đưa ra ở giữa để mình có thể sử dụng này ha, rất là dễ dàng và có kèm theo một cái dây đai để mình cất giữ, cuốn dây lại cất giữ rất là gọn gàng luôn anh em. Đó, đằng trước này nó có luôn cả dây rút, nó cố định cái phần thân máy lại nè anh em. Đây, đây ở bên hông nó có cái chốt khóa này anh em ha, khi mình đè xuống nhấn chốt là nó sẽ khóa trục, không mình xách đi được, vận chuyển rất là đơn giản luôn anh em. Toàn bộ phần thân là hợp kim nhôm này ha, rất là dễ dàng, mình xoay chuyển 45 độ và đặc biệt nó có thể nghiêng thân cắt nghiêng nha anh em. Nghiêng 45 độ ở đằng sau này, anh em bỏ pin vào đây thì khi anh em sử dụng bật công tắc lên, nó sẽ có cái laser để mình thấy được cái hành trình mình chuẩn bị cắt nha, rất là ok luôn anh em. Nhấn xuống cái là nó tự mở ra nhưng mà lưỡi nó vẫn bọc lại, đảm bảo an toàn khi mình vận chuyển, lưỡi nó không bị va bóp nha anh em. Ok chưa? Đó, hôm nay nó về lại thì vừa rồi nó hết hàng cho nên hôm nay về lại thì mình Châu giới thiệu lại để anh em mình biết là hàng đã về nha, để mình sở hữu sử dụng nha. Một máy hôm nay cùng chỉ 1.750.000 nhưng anh em được tặng kèm cho anh em một bộ cắm nha, ổ cắm sứ luôn anh em ha. Đây, ổ cắm sứ nha, ổ cắm chống cháy nha, tuyệt vời chưa. 300W, anh em mình có thể đấu dây vào và sử dụng một cái ổ như thế này, anh em đấu với ba cái máy như thế này vẫn xài bình thường. Những cái ổ bình thường anh em mà nếu mà đấu nhiều máy vào nó sẽ chạy ổ cắm ha, nhưng mà ổ này là ổ sứ ha, ổ chống cháy cho nên là không có tình trạng nó chạy xảy ra ha. 300W luôn. Đó, một ổ như thế này để anh em mình sử dụng ha, 1.750.000. Hôm nay chương trình hôm nay là Minh Châu miễn phí vận chuyển toàn quốc cho anh em luôn ha, 1.750.000 tặng một ổ cắm cao cấp luôn, ổ cắm sứ chống cháy cho anh em luôn. Rồi, anh em thấy con máy này ok chưa? Bây giờ Minh Châu sẽ ghim điện để anh em mình nghe tiếng máy ha. Anh em nào muốn tìm hiểu kỹ hơn về dòng này thì mình có thể vào kênh YouTube máy xiềng Minh Châu để mình tham khảo. Dòng này thì Minh Châu là cắt test những cái sắt lớn anh em, rất là đà luôn. Họ lưỡi hợp kim nên là cắt rất là ok luôn. Đây, khi anh em mình đè xuống cắt thì cái máng bảo vệ nó mới dở ra ha. Đó, nó sẽ mở ra để cho anh em mình cắt. Ok chưa? Lưỡi hợp kim của Đất Tông này. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì trực tiếp đến các cửa hàng của máy xiềng Minh Châu hoặc gọi điện thoại đặt hàng các số điện thoại bên trên màn hình. Và video hôm nay Minh Châu xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt mọi người.